Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này Ngọc Anh xin giới thiệu với quý khách hàng một căn nhà vị trí là đầu tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của ngôi nhà này thì gần như xe Kia Morning có thể đỗ được tận vào cửa nhà nha mọi người. Và cái trục đường chính như mọi người có thể quan sát ở đây thì nó chỉ khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Từ vị trí của cái ngôi nhà này, nó cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 500m, cách với lại bến xe Nghĩa 1,2 km. Và cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng và diện tích là 30m² mọi người nha. Căn nhà này nó hơi đặc biệt một chút. Mời mọi người theo em vào vị trí của căn nhà. Ngõ trước nhà ở đây, mọi người có thể nhìn thấy ngõ trước nhà 2m2. Và phần cửa chính của ngôi nhà ở đây mọi người có thể nhìn thấy cửa sắt nan hoa và sơn tĩnh điện mọi người nha, rất là đẹp. Bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp và căn nhà đây thiết kế là 4 tầng mọi người ơi. Với căn nhà này thì nó thiết kế khá là độc đáo, mời quý vị theo dõi cùng em nha. Mời mọi người theo em vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này thì đã hoàn thiện gần như chỉn chu và đầy đủ rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Kích thước gạch lát nền là kích thước gạch 80-80 vân đá mọi người ạ. Và cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì gần như là xong xuôi rồi. Phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, hệ thống nước, hệ thống điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ đỏ bàn giao ngay. Vị trí của cái căn nhà này cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa chỉ khoảng tầm 500m thôi mọi người ạ. Cách với trường học mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 800m quay đầu thôi, rất là gần, đi lại rất là tiện. Đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn thì nó chỉ khoảng tầm 2,5 km. Đặc biệt chắc chắn là mọi người biết tới trường đại học Fenica, thì với cái vị trí ngôi nhà này ra đấy nó chỉ khoảng tầm 1 cây thôi mọi người nha, 1 km thôi, mọi người nhớ giúp em. Ngay cạnh nhà là chợ rồi, đi lại vô cùng tiện. Với cái căn nhà này thì giá chào bán là 2 tỷ 250 triệu nha. Ngõ nông, đường rộng, thông thoáng. Mời mọi người theo em khám phá tiếp tục căn nhà này với cái không gian phòng bếp. Đây, nhỏ nhắn xinh xắn. Tủ bếp thì được thiết kế toàn bộ là gỗ tủ gỗ xoan đào nha mọi người. Đó. Với cái phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 với lại chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Như trên video mọi người có thể nhìn thấy, mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp là dùng kính ốp bếp rồi nha mọi người. Rất là đẹp. Đó. Tủ bếp đây. Với cái căn nhà này thì cái hình hài của nó ở trên thửa đất thì nó là hình kiểu như chữ L mọi người ạ. Cho nên là về cái công năng sử dụng gần như là tối ưu hết cái công năng mà chủ đầu tư thiết kế với ngôi nhà này. Tầng 1 ngoài phòng khách và phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh nữa mọi người nha. Phòng vệ sinh của căn nhà thì được lắp đặt đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với căn nhà này, quý vị muốn tới xem căn nhà này thì quý vị vui lòng đi cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài mọi người ạ. Rất là dễ, rất là gần, đường đi thì thông thoáng, rất là thuận lợi. Thuận lợi với lại quý vị anh chị nào mà đi làm ở khu vực Hà Đông, khu vực Lê Văn Lương và khu vực Thanh Xuân thì căn nhà này rất là hợp lý về cái giá bán, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với căn nhà này thì quý vị chỉ có khoảng tầm 700 triệu đồng tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình trong vòng 20 năm và tối thiểu là 3 năm. Nếu như mà quý vị muốn tham khảo thêm về cái phần ngân hàng thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nhé. Cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt bậc của bậc cầu thang được thiết kế là ốp đá granite. Tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Và ở phía phần phòng khách ngăn với lại cầu thang ở đây mọi người có thể nhìn thấy là một cái vách gỗ mọi người ạ. Khá là đẹp, nói chung là khách vách gỗ trang trí nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái phong thủy của ngôi nhà mọi người ơi. Đó. Đây là phía tầng 1, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Vậy thì tầng 2 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2 nhé. Và quý vị ơi, lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì với cái ngôi nhà này chủ đầu tư thiết kế là gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Đây chính là cái căn phòng ngủ của ngôi nhà. Ở trên phía tầng 2 hướng ra bên ngoài có đầy đủ cửa sổ nha mọi người. Thông thoáng, cửa sổ thì thiết kế hai lớp. Bên là ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cái lớp sắt sơn tĩnh điện. Nói chung về cái tính thẩm mỹ cũng như là độ an toàn cho an ninh cho ngôi nhà này. Đồng thời thì chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng.
Căn phòng ngủ này thì vuông vắn, rất là đẹp. Để kê nội thất thì rất là hợp lý nha mọi người. Đó, cửa thông phòng cũng như là cửa vệ sinh, toàn bộ thiết kế là cửa nhôm hệ. À. Với cái ưu điểm của cái cửa này thì là nó chống âm, cách âm rất là tốt nha mọi người. Và phía tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Như mọi người có thể nhìn thấy thì chủ đầu tư thiết kế cái phần tầng 2 này, nhà vệ sinh thiết kế theo kiểu cabin tắm này, có đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, cái bồn cầu tô tô nha mọi người, rất là xinh. Đó, hệ thống lavabo bàn đá này, cửa sổ đều có đây, quạt hút mùi rồi nha mọi người, nhưng mà vẫn có cửa thông thoáng ở trong phòng vệ sinh hướng ra phía bên ngoài này. Và cái không gian cái căn phòng tắm này thì rất là hợp lý và cũng khá là rộng nha quý vị. Đó, mọi người có thể nhìn giúp em ở trên video, quay rất là thực tế, review rất là chi tiết. Quý vị anh chị nào đang tìm cái căn hướng nhà Đông Bắc mà vị trí gần như là cái căn này gần như là ngay cuối khu đô thị Đô Nghĩa thôi mọi người ạ. Ngõ nông rất là thuận tiện đi lại, con cái học hành chợ búa đều rất ok, dân sinh cũng vậy, ủy ban nhân dân cũng như trạm y tế phường, từ vị trí này đi lên tới trung tâm Hà Đông, đi ra tới chợ Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 4 cây, đi ra tới bệnh viện đa khoa Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 4 cây thôi mọi người ạ. Đi lại nói chung là vô cùng thuận tiện. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Vậy thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh quên mất không chia sẻ với mọi người. Ở đây với cái căn nhà này, ưu điểm của nó là tất cả đều có cửa thông thoáng hai mặt mẹ mọi người ạ. Kể cả cái phía cầu thang đi lên như quý vị có thể nhìn thấy, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà đều có cửa sổ ở phía cầu thang lên rất là thoáng. Đó. Với tầng 3 cũng thiết kế tương tự như tầng 2, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Cái căn phòng ngủ này thì chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là lát gạch kích thước 60-60 mọi người nhá. Cửa sổ thông thoáng đầy đủ, hướng Đông Bắc thì cũng rất là mát. Nói chung là quan trọng nhất là vị trí thôi, còn tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị đều có đầy đủ sổ đỏ, giấy phép xây dựng hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là nhà vệ sinh tầng 3 gửi tới mọi người. Thiết kế cũng tương tự như tầng 2, nhưng mà với cái căn nhà này thì chủ đầu tư khá tỉ mỉ và chi tiết trong cái phần thiết kế cái phòng vệ sinh mọi người ạ. Nói chung mỗi căn nó có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm. Có căn giá rẻ thì đi xa, mà căn những cái căn giá tầm cao cao thì nó lại gần trung tâm thì nó đắt. Nhưng mà cái vị trí ngõ của nó cũng không phải là mặt ngõ, hay là nó cũng không phải là kiểu đường to ngõ rộng kinh doanh được ấy, chủ yếu là để ở thôi mọi người ơi. Và phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mọi người theo em lên cùng tầng 4 nhá. Trên vị tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, cùng một phòng thờ và một sân phơi mọi người ạ. Với cái không gian của cái tầng 4 này thì cái phòng này nó rất là rộng, thì quý vị có thể về tùy ý sử dụng theo cái công năng của mình, có thể ngăn đôi phòng ra để có thể là để đồ đoàn hoặc là để phòng thờ, cái này thì tùy mọi người nhá. Đấy, còn Ngọc Ánh thì review rất là kỹ, rất là cẩn thận, chi tiết tới mọi người. Đây, toàn bộ cửa đây đều là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cách âm, cách nhiệt và cái độ bền tuổi thọ của nó rất là cao mọi người ạ. Phần còn lại của ngôi nhà là đây mọi người ơi, hợp lý không ạ? Thiết kế quá là hợp lý. Đây là phần sân phơi, khu vực để máy giặt rất là mát. Ngồi anh đứng đây rất là mát mọi người nha. Và cái phía đi lên ở sân phơi ở đây thì chủ đầu tư có để luôn một cái ô chờ. Ở đây ấy, cái những cái ngôi nhà mà chủ đầu tư thiết kế mọi người ạ đều đã có đầy đủ bồn nước ở trên tầng 4 hoặc là tầng 5, và ở phía dưới tầng 1 là có bể ngầm rồi nha mọi người. Toàn bộ nước sạch là sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực Hà Nội. Thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt riêng biệt đầy đủ từng căn theo cái sổ đỏ mọi người nha. Nên nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể về vị trí ngôi nhà này hoặc vị trí bất động sản khác, hiện tại bên ngoài căn thấp nhất nhà 1 tỷ 550 triệu đồng cũng thuộc quận Hà Đông thôi mọi người nha. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.